Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường cùng vợ hầu tòa vụ chiếm đoạt đất vàng ở Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ chuyển nhượng đất vàng tại phố Bà Triệu, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Liên sinh năm 1960, vợ bị cáo Hiền cũng bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào tháng 9 năm 2019, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của anh NTT sinh năm 1972 ở quận Đống Đa tố cáo vợ chồng ông Lương Thế Hiển có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất ở số 296, 298, 300 phố Bà Triệu cùng hai căn nhà ở quận Ba Đình. Theo tố cáo, anh T nhờ vợ chồng ông Hiển đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chung và gộp các sổ đỏ nhà đất, nhưng sau đó vợ chồng ông Hiển đã chiếm đoạt và bán nhà đất trên cho người khác. Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, ông Hiển là nguyên phó tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng đã nghỉ hưu. Ông Hiển giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của các sở ngành Hà Nội, có thể đứng tên giúp anh T làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với giá thấp. Để hợp thức, ông Hiển đã đứng tên giúp anh T hoàn thành các thủ tục mua nhà, gồm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu. Hai bên thống nhất, anh T ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bà Liên, viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp, ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Năm 2017-2018, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội cấp 4 sổ đỏ đứng tên vợ chồng ông Hiển. Lúc này bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt và không trả lại nhà đất trên cho anh T như thỏa thuận mà bán lại toàn bộ nhà đất cho người khác, đưa số tiền hơn 319 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng bà Liên đã có hành vi giúp sức cho chồng và không tham gia trao đổi thỏa thuận, hưởng lợi từ việc ông Hiển chiếm đoạt và bán nhà đất trên của anh T. Ban đầu kết luận giám định tư pháp của Cục Thuế thành phố Hà Nội xác định vợ chồng ông Hiển có hành vi gian dối, ký hợp đồng chuyển nhượng với giá trị thấp hơn giá trị chuyển nhượng để trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 5,2 tỷ đồng. Khi đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng ông Hiển về tội trốn thuế. Nhưng khi vào cuộc, cơ quan điều tra nhận thấy vợ chồng bị cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vợ chồng ông Hiển sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cáo buộc cho rằng ông Hiển đã sử dụng số tiền bán nhà để mua hai căn hộ của Sipucha, quận Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội và cho con trai đứng tên. Đối với số tiền còn lại, bị cáo từ chối khai báo. Căn cứ kết quả hỏi cung và sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy, người mua nhà đã chuyển cho bà Liên 119 tỷ đồng. Số tiền này bà Liên khai đã sử dụng hết theo yêu cầu của chồng. Cụ thể, bà Liên đã chuyển hơn 78 tỷ đồng để mua hai lô đất tại khu đô thị mới Yên Hòa. Bà còn chuyển 10,9 tỷ đồng để mua 300 cây vàng cho ông Hiển. Việc ông Hiển mang số vàng trên đi đâu, sử dụng như thế nào thì bà Liên không nắm rõ. Đặc biệt, cơ quan điều tra xác minh lai lịch nhân tích ông Hiển cho thấy, bị cáo đã khai báo gian dối họ tên, nhân thân, lý lịch tư pháp trong quá trình công tác. Tại phiên tòa sáng ngày 9 tháng 3, do thiếu vắng nhiều người liên quan, người làm chứng và luật sư, hội đồng xét xử cho rằng đây là những người quan trọng không thể vắng mặt tại tòa nên đã chấp nhận đề nghị cho hoãn tòa của đại diện Viện Kiểm sát. Phiên tòa sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới. Lãnh đạo nhân viên trung tâm đăng kiểm 2901S nhận 1,5 tỷ đồng bôi trơn. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 3, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng tại trung tâm đăng kiểm 2901S, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình về tội nhận hối lộ. Các đối tượng gồm Phạm Hồng Thắng, 51 tuổi, giám đốc trung tâm, Lê Sĩ Mạnh, 48 tuổi, phó giám đốc trung tâm, Nguyễn Văn Trương, 45 tuổi, Trần Đức Hiếu, 36 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 45 tuổi, cùng là nhân viên nghiệp vụ. Theo cơ quan chức năng, công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, các bị can tại trung tâm này có hành vi nhận tiền của các phương tiện đi đăng kiểm để bỏ qua các lỗi vi phạm như đèn, gương, trọng lượng xe. Tại trụ sở công an điều tra, các đối tượng khai đã ăn chia tiền nhận bôi trơn theo các cấp bậc từ thấp đến cao, theo vị trí công tác. Qua xác minh, cảnh sát xác định số tiền các bị can thu lời bất chính là gần 1,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm 2901S, tạm giữ hơn 161 triệu đồng, 19 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan. Khoảng trống dẫn đến lừa đảo tìm con cấp cứu.
Thưa quý vị, báo chí đang phản ánh hàng loạt vụ lừa đảo tìm con cấp cứu. Tại Hà Nội, một phụ nữ hôm ngày 6 tháng 3 vừa qua bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người xung quanh là thầy của Đại học Kinh tế Quốc dân, hốt hoảng thông báo con gái chị bị ngã chấn thương sọ não. Sau khi đưa máy cho chị gặp bác sĩ để nghe giải thích tình trạng rất nguy kịch, người này nói chị đồng ý ủy quyền để thầy ký giấy mổ, dục chị chuyển gấp 50 triệu đồng vào tài khoản bác sĩ thì mới cho con chị vào phòng mổ. Khi chị Lan chuẩn bị bấm chuyển tiền thì rất may, con gái biết tin đã gọi cho chị, thông báo rằng gia đình một người bạn vừa bị lừa 50 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, nhiều người cũng bị lừa hàng trăm triệu đồng theo thủ đoạn tương tự. Một số phụ huynh đã đến tìm con tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vì nghe báo trẻ bị thương nặng, cần tiền để cấp cứu. Trong đó có những người đã chuyển cả trăm triệu đồng vào tài khoản kẻ mạo danh. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, chắc sẽ làm rõ thủ đoạn và nguyên nhân các vụ lừa đảo trên. Theo tôi, một trong những nguyên nhân chính là người dân không hiểu về luật và đạo đức y tế nên dễ bị kẻ bất lương lợi dụng. Có câu hỏi là tại sao phải ký giấy cam kết đồng ý mổ và người nhà có phải chuyển tiền trước thì bệnh viện mới mổ cấp cứu hay không? Luật pháp mọi quốc gia trên thế giới đều mặc định bác sĩ không có quyền kiểm soát cơ thể bệnh nhân, do đó phải có người đồng ý cho phép trước khi phẫu thuật hay thủ thuật được bắt đầu, bất kể việc điều trị kết thúc bằng cứu sống hay bệnh nhân tử vong. Nghĩa là phải có giấy cam kết đồng ý mổ, không chỉ giới hạn ở giấy cam kết đồng ý mổ, mà các thủ thuật xâm lấn như gây mê, mở khí quản, chọc khí dẫn lưu, sinh thiết, xạ trị, hóa trị, truyền máu, thậm chí tiêm vaccine cũng phải ký giấy cam kết. Giấy cam kết giống như bản hợp đồng sinh tử, nói tới hợp đồng là nói tới quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của hai bên, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đều ký cam kết. Càng những quốc gia phát triển thì giấy cam kết càng trở nên quan trọng. Có những quốc gia sử dụng giấy tờ cam kết dài mấy trang A4 đánh máy, rất đầy đủ và chặt chẽ. Việc ký vào giấy cam kết xuất phát từ mục đích rất nhân văn, đó là quyền được biết của bệnh nhân. Tất cả các hoạt động xâm lấn, người bệnh có quyền được nghe bác sĩ giải thích đầy đủ từ chẩn đoán cho đến tại sao phải can thiệp, lợi ích của việc can thiệp, nếu không can thiệp có thể xảy ra những điều gì trong quá trình can thiệp. Và sau đó bác sĩ cũng phải liệt kê những khả năng như chảy máu, nhiễm trùng, tai biến, hôn mê. Bác sĩ cũng giải thích các tình huống không mong muốn, không lường trước được, thậm chí là tử vong. Cuối cùng là chi phí cho việc điều trị, bệnh nhân sau khi nghe giải thích sẽ cân nhắc đồng ý hay không đồng ý cho bác sĩ làm phẫu thuật, thủ thuật. Đây chính là quyền thân thể, quyền ấy được thể hiện bằng chữ ký và giấy cam kết. Quyền được biết và quyền thân thể của người bệnh, đó là lý do chính của giấy tờ cam kết. Mặc dù bệnh nhân đến viện và xác định để mổ, từ nhà đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng mổ, hoặc như tình huống nặng đã sẵn sàng trên bàn mổ, nhưng vẫn phải ký vào giấy cam kết trước khi bác sĩ tiến hành phẫu thuật hay thủ thuật. Ký giấy cam kết đồng ý hay không đồng ý, bản chất vấn đề là thể hiện thái độ của bệnh nhân, không phải là lời chối từ trách nhiệm của bác sĩ, cũng không phải là lời tuyên bố sinh tử. Mặc dù mọi can thiệp y tế đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng bác sĩ đã cân nhắc lợi hại trước khi đề xuất. Người bệnh tin tưởng vào bác sĩ và tin vào phán đoán của mình thì đồng ý ký giấy cam kết, ngược lại sẽ không ký. Nhưng không ít người bệnh vẫn hiểu sai rằng tờ giấy cam kết là cách để bác sĩ trốn trách nhiệm của mình. Thực tế không phải vậy, nếu bác sĩ không thực hiện đúng quy trình, chẩn đoán ẩu, làm sai kỹ thuật và phác đồ thì vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nhẹ thì xin lỗi bệnh nhân và gia đình, nặng thì đền bù thiệt hại và chịu hình thức kỷ luật ở các mức, cao nhất là đi tù. Ngược lại, trong quá trình phẫu thuật hay thực hiện thủ thuật có thể xảy ra tai biến. Nếu bác sĩ chẩn đoán và điều trị chuẩn mực, sai sót trong phạm vi cho phép thì dù có chuyện gì xảy ra, thậm chí bệnh nhân chết trên bàn mổ, bác sĩ cũng không cần gánh vác trách nhiệm. Nguyên nhân hiểu sai có lẽ do cách truyền đạt nội dung trong tờ giấy cam kết. Ví dụ như cam kết truyền máu, giả sử máu có virus HIV nhưng đang trong giai đoạn cửa sổ, có nghĩa là những kỹ thuật y tế không thể phát hiện được virus trong vài tháng đầu tiên. Nếu bệnh nhân được truyền nguồn máu này, có khả năng bị HIV, đây là hạn chế của khoa học chứ không phải sai lầm của bác sĩ. Nhưng khi giải thích, bác sĩ có thể làm bệnh nhân hiểu nhầm rằng máu được lấy từ ngân hàng. Nếu có vấn đề gì về bệnh truyền nhiễm như HIV chẳng hạn thì không liên quan đến bác sĩ chỉ định truyền. Điều này có vẻ giống như bác sĩ đang tuyên bố từ chối trách nhiệm, nó tạo ấn tượng rằng có vấn đề gì xảy ra thì bệnh viện không liên quan. Kẻ gian đã lợi dụng tâm lý và sự hiểu sai này, không khó để nhận thấy rằng ông thầy tự xưng ở Đại học Kinh tế Quốc dân kia sẽ không có quyền được biết và quyền thân thể người bệnh. Chẳng có bác sĩ nào ngớ ngẩn đến mức đi giải thích tình trạng bệnh tật cho ông thầy ấy nghe. Càng không ai cho ông thầy ấy ký vào tờ giấy cam kết, bởi làm như vậy thậm chí còn vi phạm luật.
Bình thường người bệnh sẽ tự quyết định mình đồng ý hay không đồng ý một phương pháp can thiệp rồi ký vào bản cam kết. Nếu bệnh tật được chữa khỏi thì đó là điều may mắn. Ngược lại thì chính bản thân tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đối với một gia đình, bệnh tật không chỉ liên quan đến chăm sóc y tế mà còn là trách nhiệm ràng buộc giữa các cá nhân, tình cảm, kinh tế, cần phải xem xét một cách toàn diện.